Nghệ An có anh hùng họ Phan, đứng lên cứu quốc mong phục hồi giang sơn. Từ khi đất nước rơi vào tay quân thù, toàn dân đói rách trong lầm than oan cùng, đầu rơi máu đổ bao người đeo gông sắt. Muôn dân oán hận trong ngục tù tối tăm, danh tiếng Bội Châu đứng anh hùng họ Phan, quyết tâm gánh vác mong đuổi thù thực dân, trừ quân pháp ác chôn vùi bao dân lành. Lòng thương đất nước thân phò vua trung thành, dù bao chắc chờ tâm điềm nhiên dân bước, chúng xa thấy rộng gây phong trào đông du. Phan Bội Châu qua nhật hoa bước hiên ngang đời trai, Phan Bội Châu chẳng ngại khi pháp giam ông trong ngục tù. Phan Bội Châu in vào tâm trao con bao nhiêu đời sau, Phan Bội Châu vẫn nguyện cho nước non ta sáng ngời. Đời anh hùng phong ba, đời anh hùng gian truân, đời anh hùng khi phách sông lên dẹp lũ thực dân. Đời anh hùng uy linh, đời anh hùng trung kiên, đời anh hùng quyết chiến dương danh nòi giống La Thông. Nơi đất Nghệ An có anh hùng họ Phan, phá quân cướp nước gây bao điều đau thương, thực dân áp bức vùi chôn bao anh tài, đầy dân ép thuê gây làm thang điêu tàn. Vì dân đói khổ Phan Bội Châu tranh đấu, mong sao nước Việt luôn tự cường ấm no, con cháu lạc lòng mãi tôn thờ cụ Phan, đứng lên quyết phá quân bao cường Việt gian. Trừ quân đắc thế làm tay sai cho giặc, trừ quân cướp nước bao lần qua xâm lược, đồng tâm nhắc nhở cho toàn dân quyết tiến, xua tan đói nghèo dựng xây đời sống mới, cho non nước Việt luôn rạng ngời sáng tươi. Giam ông trong ngục tù, Phan Bội Châu in vào tâm trao con bao nhiêu đời sau, Phan Bội Châu vẫn nguyện cho nước non ta sáng ngời. Đời anh hùng phong ba, đời anh hùng gian truân, đời anh hùng khi phách sông lên dẹp lũ thực dân. Đời anh hùng uy linh, đời anh hùng trung kiên, đời anh hùng chiến dương danh nòi giống La Thông. Nơi đất Nghệ An có anh hùng họ Phan, phá quân cướp nước gây bao điều đau thương, thực dân áp bức vùi chôn bao anh tài, đầy dân ép thuê gây lầm than điêu tàn. Vì dân đói khổ Phan Bội Châu tranh đấu, mong sao nước Việt luôn tự cường ấm no, con cháu lạc lòng mãi tôn thờ cụ Phan, đứng lên quyết phá quân bao cường Việt gian. Trừ quân đắc thế làm tay sai cho giặc, trừ quân cướp nước bao lần qua xâm lược, đồng tâm nhắc nhở cho toàn dân quyết tiến, xua tan đói nghèo dựng xây đời sống mới, cho non nước Việt luôn rạng ngời sáng.